Công nghệ truyền thông, giải trí đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cách thức truyền tải nội dung đến người dùng. Nhiều sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao với nhiều kịch bản hấp dẫn được dàn dựng chuyên nghiệp đã xuất hiện. Các sản phẩm này không chỉ được sản xuất với tâm huyết mà còn ứng dụng những công nghệ mới nhất như VFX, hiệu ứng hình ảnh, VR, thực tế ảo, AI, trí tuệ nhân tạo, mở ra những cơ hội đầy hứa hẹn cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo tại Việt Nam. Là một trong những gương mặt tiêu biểu trong cộng đồng sáng tạo trẻ tại Việt Nam, anh Nguyễn Lâm Đức ví môi trường làm việc trong ngành như một đường đua đầy thử thách. Theo chàng trai 9X này, ngành sáng tạo Việt là nơi mỗi cá nhân không ngừng nỗ lực, quyết tâm vươn lên để khẳng định bản thân. Mình thấy thì trên mạng thì có thể là quảng cáo khá là dễ, chắc là cũng để một phần xoa dịu cho các bạn có thể dễ dàng bước chân vào nghề. Đối với mình thì mình thấy rằng là nó rất là khó, thị trường rất là khó và rất là thử thách. Cần nhiều sự kiên nhẫn cũng như là cái sự quyết tâm của mình đối với nghề. Nhưng mà nếu mà ai cũng làm được thì đấy là cuộc chơi. Còn thêm mồ hôi và nước mắt thì nó mới là cuộc đời. Lần đầu tiên những sản phẩm đồ án xuất sắc nhất của học viên trong suốt 20 năm qua đã được giới thiệu công khai, tái hiện tại Arena Media Showcase. Tới đây, các bạn trẻ đam mê thiết kế được hòa mình vào không gian sáng tạo qua các sản phẩm sáng tạo xuất sắc như Digital Product Design, Digital Filmmaking, 3D Game Design, 3D Animation. Trong đó, một điểm nhấn đặc biệt là chiếc hộp với màn hình LCD trong suốt. Thiết bị Holobox đã tạo ra hình ảnh 3D sống động mà người dùng có thể nhìn thấy từ nhiều góc độ. Trong không gian này, các chuyên gia trong ngành sáng tạo tại Việt Nam cũng cho rằng công nghệ và sự phát triển của các đơn vị đào tạo thiết kế là những yếu tố thúc đẩy và tạo điều kiện cho sự thay đổi của ngành sáng tạo tại Việt Nam. Bởi nhờ công nghệ và các đơn vị đào tạo thì Việt Nam mới có nhiều content creator lẫn designer, những người góp công sức lớn trong việc xây dựng nội dung trên các nền tảng. Những công nghệ đó phục vụ cho cái nghề của nghề design, nó sẽ thuận tiện hơn, nó sẽ hiệu quả hơn và nó sẽ đáp ứng được nhiều các cái thị hiếu của khách hàng hơn. Thì chúng ta hiểu là gì? Đó chính là những cái công cụ. Và nếu chúng ta có nền tảng, chúng ta có tư duy, chúng ta có mục đích đẹp thì đó là những cái nền tảng để giúp những cái công cụ để giúp bạn thể hiện được ý tưởng tốt hơn và đem lại đến những cái giá trị sống, giá trị thẩm mỹ tốt hơn nữa cho cuộc sống. Quá trình sáng tạo thì lại là sự khai mở, sự tìm tòi và những yếu tố bất ngờ trong quá trình tìm tòi trên cái đường hành trình đấy. Những cái thứ đấy kiểu máy móc không tìm tòi được. Máy móc chỉ tìm tòi những thứ mà con người lập trình ra nó, đúng không ạ? Và nó có thể suy nghĩ và cộng ghép lại nhiều yếu tố lại vào với nhau. Nhưng mà trong sáng tạo nghệ thuật lại là một yếu tố rất là bất ngờ khác. Đôi khi chúng ta không biết trước được chúng ta sẽ tạo ra một thứ gì đấy vào ngày mai. Số liệu thống kê từ trang Việt Nam Salary cho thấy mức thu nhập bình quân của vị trí thiết kế đồ họa có từ 4 đến 5 năm kinh nghiệm có thể đạt tới con số 35 triệu đồng. Trong tương lai, xu hướng thiết kế sẽ tiếp tục phát triển theo những công nghệ đột phá như 3D, thực tế ảo VR, AI và Internet vạn vật IoT.